Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục dán tôn cách nhiệt chống nóng chống ngòn cả nhà ơi. Cái này là tôn lạnh của Đông Á nha cả nhà. Dán tấm cách nhiệt 10 ly chống nóng và chống ngòn cả nhà. Ở bên công ty của mình là ưu tiên về chất lượng nha cả nhà. Lăn keo cũng vậy nè, lăn từ từ cho keo thấm lên điêu lên tấm tôn, những sóng tôn rồi mới dán nha cả nhà. Vậy thì về người tiêu dùng á, xài nó rất là chất lượng, nó không có bị chóc keo ra nè, và nó bám dính rất là chắc. Đây là keo để dán cách nhiệt nha. Cái này là keo đa năng nha cả nhà. Cả nhà muốn mua thì cả nhà nên vào những cái tiệm nào bán keo á, cả nhà hỏi là keo đa năng. Về nó hơi đặc thì cả nhà pha thêm xăng. Giờ mình dùng cái cọ lăn diệt Mỹ nè. Lông nó dày. Mình lăn nó rất là dính keo nha cả nhà. Nói chung thì cả nhà muốn tuổi thọ tấm cách nhiệt này nè, xài lâu á thì cả nhà hãy lăn keo thật là kỹ. Đây mấy anh em mình lăn kỹ lắm nha cả nhà, thấm đều hết luôn. Dễ dở lên, về bên đây một chút. Sao đâu, dở lên, dở xuống. Khéo quá. Đủ rồi, phải lấy thêm một cuộn nữa rồi. Tắm ra chắc đủ tấm cục đó. Hiểu rồi. Lấy một cuộn đi xài cái tấm dài. Không đủ đâu. Đó, cả nhà thấy không, mình lăn từ từ, lăn cho keo thấm đều hết những sóng tôn á.
thì tấm cách nhiệt nó bám dính vô chặt, tại nó bền bỉ theo thời gian nha cả nhà. Lấy cái tấm cục nó đủ á. Giờ mấy anh em mình dán cũng xong rồi nha cả nhà. Giờ tới công đoạn là rửa cọ. Xin chào cả nhà. Cả nhà muốn xài cây cọ này nè lâu á, thì khi mà lăn keo xong á, cả nhà đổ xăng vô rửa cây cọ cho lông của nó tơ ra, không bị dính lại, chúng ta sử dụng lại lần sau nha cả nhà.
mình cũng xin dừng video ở đây nha, cả nhà hãy xem video ủng hộ mấy anh em mình nha cả nhà.